Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra thêm một em Blizzard nữa để mình farm rồi. Tại vì em này khi mình đánh bại sẽ rơi ra một vật phẩm mà một xíu nữa mình rất là cần luôn á. Giờ thì chiến đấu với em thôi. Rồi, một hit và chúng ta sẽ có được đá phát sáng, bột đá phát sáng á. Đây là một thứ mà mình rất là cần luôn á. Rồi, và ngày mới rồi, thành thử ra mình sẽ thử coi cái chỗ Pokestop này nó đã cho mình đồ chưa ha. Bước vô thử. Lần này lại cho thêm đồ nè. Đó, nó lại cho mình thêm trứng Pokemon rồi. Quá đã luôn. Có thêm hai trứng nha, một xíu mình sẽ gán vận động chân một xíu, di chuyển thật là nhiều cho nó nở ra. Còn giờ thì mình sẽ về nhà để bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Ở nhà thì mình đã có 3 bột đá phát sáng rồi. Bây giờ thêm một bột đá phát sáng nữa là mình đã có tổng cộng 4 bột đá phát sáng để chế tạo ra một khối đá phát sáng á. Đây là công thức rất là cần thiết để mình có thể làm ra cái máy tính luôn. Giờ thì mình sẽ làm trước cái đèn redstone đi. Đó. Rồi giờ mình còn thiếu thêm thủy tinh nữa nè. Tấm thủy tinh. Rồi. Và cuối cùng là mình phải có những cái miếng aluminium. Cái này thì bắt buộc mình phải đập aluminium rồi. Để mình làm cái đe rồi chúng ta đập aluminium ha. Rồi có đe luôn nè. Cái đe mình sẽ đặt ở đây đi. Dụng cụ đập thì chắc phải chế tạo rồi, chứ giờ mình không có. Mình sẽ làm một cái cây hammer bằng ruby luôn cho nó xịn. Sau đó thì lấy aluminium đang nung ra. Và đi đập thôi. Đây. Ngồi hơi mệt xíu. Bây giờ mình chưa có máy móc đập mấy cái này á, nên nó rất là lâu luôn ha. Nhưng mà mai mốt mình sẽ gán farm đồ các thứ. Có đủ nguyên vật liệu là mình sẽ làm cái máy đập aluminium tự động luôn. Lúc đó là ngồi không mà đợi thôi. Đỡ phải đập chi cho mệt ha. Miếng cuối cùng. Hơi bị mệt rồi đó nha. Nhưng mà cũng phải cố chứ biết sao giờ. Rồi và xong phim. Giờ thì mình sẽ cho vô công thức làm ra một cái máy tính. Tên tên, chúng ta đã có máy tính đầu tiên rồi. Ô, hên vậy. Mình chế tạo xong máy tính, mình còn có được một cái Porygon Head nè. Đây là vật phẩm dùng để chế tạo ra Pokemon Porygon á. Ui, nay nhân phẩm cao vậy. Cất vô. Mười mốt có đủ thì mình sẽ chế tạo ra Pokemon đó sao ha. Đã thiệt. Rồi, từ giờ là mình có thể sắp xếp được Pokemon thoải mái rồi. Theo ý mình muốn luôn á. Rất là tiện ha. Và gần đây thì có một em Hoba xuất hiện à. Ôi chưa, mình chưa có cây cúp. Để mình làm thêm cây cúp cái đã. Đây, một cây cúp. Để mình đập cái máy tính mang theo chứ không gì hết á. Vừa có thông báo hiện là Hoba vừa xuất hiện gần đây. Ồ. Nhưng mà bây giờ mình đâu có đủ bóng chứa bắt Hoba đâu. Mình có 6 bóng thường, 2 Ray Ball với 1 Ultra Ball thôi. Hoba đâu nhờ? Vừa nãy mới thấy thông báo mà. Hoba đâu? Thiệt không đây hay là lừa đây? Phải không vậy? Đừng để mình mừng hụt nha. Đâu mình có thấy Hoba đâu nhờ? Ủa, chắc lừa rồi. Ê, bây giờ cho mình một cái trứng 20km nè. Ồ. Wow, một trứng 20km luôn. Phải gán cậy thôi. Mình phải cố gắng cày để mở cái trứng 20km mới được. Rồi tạm thời gác qua cái trứng đây. Giờ mình sẽ đi vòng vòng coi Hoba xuất hiện ở chỗ nào ha. Xuất hiện ở vùng sa mạc hả? Chỗ mình là sa mạc chứ gì nữa. Đâu nhờ? Hoba đâu nhờ? Bên này có không? Bên này không luôn. Ồ. Đâu ta? Có nào xuất hiện trong làng mình luôn không? Làng mình cũng ở tính là dùng sa mạc á. Làm gì có. Lừa rồi. Hoặc là nấp ở một góc nào đó mà mình không thấy á. Thôi chắc không sao đâu. Một xíu nếu mà mình may mắn thì chắc mình cũng sẽ gặp lại thôi. Còn giờ thì mình sẽ tiến hành công cuộc làm giàu của mình nha. Mình sẽ ghé qua nhà của mấy chị bán đồ dễ thương Cute Fumeware này. Mình sẽ bán hết cái số đồ mà mình có được từ ngày hôm qua. Kiếm tiền để mua bóng chứa chứ không gì hết á. Giờ mình chưa có đủ
đồ để làm ra bóng chứa, nên mình bắt buộc phải dùng cách này để có bóng chứa mới thôi. Wow, mình bán mới tí xíu thôi mà được 10.000 tiền rồi cơ. 55.000 tiền. Ui, giờ thành gít kít rồi. Quá dữ luôn. Để coi coi chị ta sẽ bán cho mình bóng gì đây. Bán cho mình Quick Ball nè. Wow, cái này mình tung ra ở lượt đầu thì sẽ tăng tỷ lệ bắt lên rất là nhiều á. Được, mình sẽ mua cỡ 10 trái Quick Ball á. Level Ball, mua 10 trái luôn. Mỗi thứ mình sẽ mua một ít. Fast Ball, 10 trái. À, còn có Deep Ball nữa. Deep Ball là bắt mấy Pokemon dưới nước, sẽ tăng tỷ lệ hơn á. Mua luôn. Ultra Ball mình đang ít nè. Nhưng mà mắc quá, Ultra Ball tới 12.000. 12.000 tiền lận. Mắc quá trời quá đất. Mua 10 trái thôi. Ê, khoan, Groudon vừa xuất hiện. Ôi, lần này Groudon bự hơn nè. Wow, gần nhà mình xuất hiện Groudon. Ôi, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn á. Thôi thôi, mình coi coi có bán Heavy Ball không. Bây giờ mình cần Heavy Ball. Có không? Không có Heavy Ball. No. Mua thêm một ít Ray Ball đây. Tại vì bắt Groudon thì khá là khó đấy, nên mình phải chuẩn bị thật là nhiều bóng chứa mới được. Mua sao, mua 6 trái vậy? Rồi ok, mua 6 trái cũng được. Rồi bây giờ mình cũng có được một mớ bóng chứa rồi ha. Thử vận may không. Bây giờ đội hình của mình chỉ có 3 em 4 thôi, 4 em Pokemon mà em nào cũng nấy cấp thấp không à. Giờ bây giờ mình sẽ thử quýnh một. Trời trời ơi, Groudon nhảy lên làm gì. Thôi thôi thôi. Ui, bình tĩnh nào. Trời, chưa đánh nhau mà sung vậy. Thôi xong rồi, mấy em Pokemon của mình bữa nay chắc bị Groudon vả không chịu phát nào quá. Cấp 41 đấu với cấp 70 nha. Ui dồi ôi, Groudon còn sung quá kìa. Hơi gùng, nhưng mà cố lên Inteleon. Anh tin em. Rồi thôi xong rồi. Ừ, Groudon chưa tấn công. Oh no. Vừa dứt câu, Groudon đã đẩy Inteleon của mình đi bán muối luôn rồi. Rồi giờ thì còn ai ta Gabite thì cấp 30 nè. Hơi toan rồi. Chiến này toan thật rồi. Phải cày cấp lẹ mới được. Trời ơi, sao gặp ngay lúc này, lúc mình đang yếu nhất, đội hình mình đang yếu nhất. No hope mà, bây giờ tung bóng chứa chắc cũng không kịp nữa. Rồi luôn. Quýnh sau 4 lượt, 4 em Pokemon khác nhau thì chỉ mới kéo được có một tí xíu máu à. Có vẻ lần này mình mất hết số Ultra Ball rồi. Mà không bắt được Groudon trong bộ ba thời tiết rồi hả? Thôi chắc mình xui thôi á. Với cả là đội hình mình còn chưa đủ để đánh nhau với Groudon cơ. Thôi coi như có duyên gặp mà không có duyên thành đồng đội rồi. Hy vọng là mình sẽ sớm cày cấp cho những em Pokemon của mình sớm đủ sức để có thể chiến đấu với Groudon á. Gặp được chính là động lực để mình cố gắng cày cấp rồi. Ơi, ơi khoan. Ủa, đây là gai bồ nhưng mà shiny. Đây là dạng shiny của em nè. Đã vậy. Ồ, mình muốn em này, mình muốn em này. Trời ơi, đã quá luôn á. Rồi, đánh một cái thôi Ivysaur. Sau đó chúng ta sẽ thu phục gai bồ ha. Shiny luôn mới chịu. Mình có bóng nào đây? Mình sẽ thử tôm Quick Ball đi. Để coi Quick Ball có phát huy công dụng không nha. Để coi. Có. Ui trời, suýt nữa thì bắt được. Xíu nữa thôi à. A few moments later. Ui, cái game này khó bắt cực luôn nha. Ui, đây. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng bắt được em rồi. Một em shiny gai bồ. Wow, đã nha. Không biết là khi em lớn lên á thì có khác gì so với dạng thường không á. Khác màu là chắc là hơi khác rồi đó.
chắc mình phải luyện em cho tiến hóa trước rồi đó. Để coi khi tiến hóa em sẽ trông như thế nào ha. Lại mưa nữa. Thôi, mình chữa thương cho mấy Pokemon của mình trước rồi đó. Ồ. Và bây giờ, cái chỗ đánh boss gần nhà mình nó đã phát sáng lên rồi. Uầy, mình đã có thể bước vào một trận chiến với boss rồi đó. Để coi coi đây là boss mấy sao ha. Đây là boss 1 sao thôi. Wow. Một xíu mình sẽ chiến đấu thử với boss. Còn bây giờ mình sẽ mở trước cái trứng 2 km này. Để coi coi mình được Pokemon gì đây. Ôi, mình lại được một em Bulbasaur. Em này mình đã có rồi. Thôi mình sẽ thả em ha. Có rồi mà. Bị trùng nữa mới ác á. Rồi và lần này đánh boss mình sẽ thử cho Pokemon Shiny mình mới bắt được. Chiến đấu thử ha. Đây là boss 1 sao thôi, nên mình hy vọng là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ồ, khi chiến đấu thì sẽ có thêm những người chơi khác đánh chung với mình nữa nè. Wow. Đã nha. Sắp thắng rồi, yes. Chiến thắng boss đầu tiên. Được một ít kinh nghiệm á. Ồ, thì ra là đánh boss này chủ yếu để mình kiểu như kiếm kinh nghiệm đồ ha. Và khi đánh xong thì Pokemon của mình cũng không có mất máu luôn cơ. Ồ, đây có boss thường luôn, boss Taurus. Vô thử nha. Chơi boss luôn. Ôi trời 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 ơi. Gì gắt dữ fan. Hút một phát. Hút một phát một. Em đi vô trong luôn rồi. Boss tính nóng quá, tính nóng như kem vậy. Cố lên. Incel lên, trả thù cho người đồng đội đi. Rồi luôn, thôi xong rồi. Toàn rồi. Sắp trả thù thôi. Ui. Chẳng lẽ nào thua sao? Ok, thua thiệt. No. Cay thế, con boss này còn có 6% máu à. Ok. Đây rồi. Cuối cùng thì gai bồ của mình, gai bồ shiny chứ, nói đúng là gai bồ shiny cũng đã đủ cấp để tiến hóa ha. Để coi coi shiny tiến hóa trông như nào đây. Ồ. Oh. Vậy thôi à. Màu nổi hơn một xíu ha. Đây, mình sẽ cho các bạn coi hai gai khác nhau chưa. Một em thì xanh đậm. Ồ, có một cái điểm nữa là em này kiểu có mấy cái ngôi sao xung quanh đây phát sáng nhìn kiểu VIP thực sự luôn. Kiểu như người nổi tiếng ấy, kiểu vậy. Cũng hay á. Được. Vậy là bây giờ mình đã có tới 2GB luôn rồi. Quá là đã luôn. Ờ, và chắc mình sẽ luyện cho hai em này ngang ngang cấp luôn nhờ. Biết đâu hai em tiến hóa cùng lúc thì tuyệt vời luôn á. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tới rồi. Tất cả các trứng mà ngày hôm nay mình có được đều đã có thể cho nở ra rồi nè. Mình sẽ mở từ trứng kiểu như là cấp thấp cho tới cấp cao ha. Đầu tiên là trứng 5 km nè. Cho mình em Pokemon gì đây? À, Cubone. Cho mình Pokemon Cubone. Wow. Tiếp theo. Búp. Cho mình một Pokemon hóa thạch. Omanai. Trời, ok là phép đấy. Và cuối cùng là quả trứng 20 km sẽ cho mình Katana. Oh, đây là Pokemon ở bên thế giới Ultra Beast đây. Được này. Hợp lý. Đây là Pokemon vừa hệ lá và vừa hệ thép á. Quá dữ luôn. Vậy là tổng cộng mình vừa có được một Pokemon hóa thạch, vừa có được một Pokemon thế giới Ultra Beast á. Nhưng mà mới cấp 2 thôi à, chắc mình cần phải luyện nhiều hơn cơ. Chứ cấp 2 mà sao mà quẩy được. Đúng rồi. Ủa? Ở đây có dấu chấm hỏi là mình xong nhiệm vụ rồi hả ta? À, đúng rồi. Hôm qua hình như mình nhận cái nhiệm vụ mà bắt Pokemon Shiny á, bữa nay mình làm xong rồi nè. Và mình nhận được một cái Big Nugget. Wow, mình có thể bán trong cái chỗ của mấy chị bán đồ dễ thương này. Được, để coi bán được nhiêu. Chắc được cả đống tiền đấy. Dạo to. Ôi, có 1.000 rưỡi trời. Trời ơi. Lọc tiền tệ định giá cái này là cũng 10.000, nhưng mà bán có 1.500, ok bán luôn. Tại chị dễ thương mới bán á nha. Cay thế nhờ. Bán được có 1.500 à.
Rồi, hồi nãy lúc mình về mình thấy gần nhà mình còn có boss hay sao ấy. Đúng không nhờ? Ủa? Ồ, không phải boss. Mà là Pokemon Tabufini. Trời ơi, đây là Pokemon Legendary á. Wow. Gặp được Pokemon huyền thoại luôn. Thử nào. Nhưng mà chắc bắt hơi toan nha. Cái này mình không có tự tin bắt được Tabufini đâu. Nhưng mà phải thử mới biết được. Ôi trời 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 trời. Cấp, nhìn cấp tôi là mình thấy là chiến này mình hơi toan rồi đó. Pokemon mình toàn cấp nhỏ mà. Bị one shot hết rồi. Rồi luôn. Vậy là bây giờ ít ra mình phải luyện cho đội hình của mình ấy, lên đều cấp hết. Tầm cấp 60-70 hết á. Lúc đó mới có đủ tự tin để chiến đấu với mấy Pokemon Legendary á. Chứ giờ cấp nhỏ vô ăn hành không à. Ok, quyết định vậy đi. Giờ gặp Pokemon Legendary thì tùy ha. Ví dụ mà đủ can đảm thì kêu chiến, còn không thì cho qua đi. Lo tập trung cày cấp trước nè. Giờ thì nhờ chị tá chữa thương lại, sau đó ngủ một giấc và bắt đầu hành trình luyện cấp cho mấy Pokemon của mình thôi. Uầy, Katana cũng mạnh thật sự á. Cấp 2 mà quýnh với cấp 8 được luôn này. Ác thiệt á. Ô, Katana mình học được cái năng Fall Sweep nè. Cái năng này đánh là mục tiêu sẽ không có ngẫm luôn đâu, chỉ còn thấp nhất là một máu thôi. Ồ, một kỹ năng cực kỳ tiện lợi để mình thu phục Pokemon luôn. Ồ, mana này của mình tiến hóa rồi. Yay. Để coi nào. Lại thêm một Pokemon cổ đại của mình tiến hóa rồi. Em này tiến hóa thành Omastar ha. Beautiful. Được tuyệt sự. Đâu rồi, em đâu rồi? Đây, wow. Em này thì chỉ số chắc sẽ nghiêng về. Ồ, chỉ số đều thế. Kiểu đều đều hết trơn luôn này. Wow. Đúng là Pokemon cổ đại có khác ha. Giờ thì Omastar đã 40 rồi hả? Chắc mình sẽ ưu tiên cho Katana hơn một xíu nha. Katana hơi thọt cấp nè. Ôi, mình làm được một cái tiến trình gì sau khi đánh bại Pokemon rắn kia rồi kìa. À, tức là mình đánh bại được 50 Pokemon rồi. Uầy. Thế ra mình cũng dữ dằn phết đấy. Mới 2 ngày mà đánh bại được 50 Pokemon rồi. Đúng là dân chơi mà. Đã nha. Vậy là 11 mình còn nhiều thành tựu khác ấy. Cố lên, cố lên. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang mình luyện em nào vậy ta? Ivysaur đi nhờ. Đúng rồi, Ivysaur hình như còn một dạng tiến hóa nữa ấy. Cố lên, cố lên, cố lên. Mình sẽ cho Ivysaur của mình cố gắng tiến hóa trong ngày hôm nay luôn mới được. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới. Ivysaur đã tiến hóa rồi. Gần mấy Pokemon của mình sở hữu á, gần tiến hóa hết rồi đó. Quá đã luôn á. Và Ivysaur khi tiến hóa sẽ trở thành Venusaur luôn. Và học được một cái năng hệ lá mới nè. Quá đã, quá đã. Venusaur. Quá dữ luôn. Cưỡi được nè. Hơi bị thích đó nha. Ê, bên đây có. Ồ, bên đây có hộp ba. Wow. Sao nhờ, chiến nhờ. Bây giờ đội hình của mình cũng đã đông đủ hơn rồi. Chiến thôi, ngần ngại gì. Vô, mình sẽ cho Intel lên đề 3 trước. Sniper shot nào. Đấy, kéo rỉ anh hộp 3 trước ha. Trời ơi. Quay 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 quay, hộp 3 tính nóng vậy. Đánh đâu á. Cố lên Intel lên. Thêm một hit nữa nổi không? Ôi, không kịp đánh thêm một hit nữa. Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ thử cho Katana của mình dùng Fall Sweep ha. Coi coi có được không. Ôi, không có tác dụng với Hoppa luôn hả? Ôi, Fall Sweep không có tác dụng với Hoppa luôn. Căng rồi. Nhưng mà kỹ năng hệ lá thì khác nha. Kỹ năng Razor Leaf thì kéo được cả đống máu rồi kìa. Giờ thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn là thu phục Hoppa thôi. Bây giờ thì mình chỉ còn có Quick Ball, Deep Ball, Fast Ball, Level Ball và bóng thường thôi. Giờ nên dùng cái nào giờ? Fast Ball thử.
lần đầu vụ fastball và cái kết. Cái kết như thế nào? Không bắt được. Tưởng đâu bắt được chứ. Yay, được rồi. Mình hồi hộp quá à. Nãy giờ rất là lo luôn, vì mình không có quả bóng chuyên dụng để bắt á, nên cũng khá là sợ luôn á. Nhưng mà may quá, chỉ với một cái bóng thường, sau vài lần mình tung ra thì cuối cùng mình cũng đã bắt được hộp ba rồi. Ta-da. Đó, mình có thể dùng cái prison bottle này để cho hộp ba biến thành cái dạng cực kỳ xịn này á. Trời ơi, hết ghê luôn á này. Sáu tay luôn, cưỡi vào bay được luôn nha. Đó là lý do mà mình khá là thích hộp ba ha. Rất là ngầu luôn. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Bữa nay mình đã thu phục được một Pokemon Legendary đầu tiên rồi. Nhân phẩm, lập nhân phẩm, lập kỹ năng. Rồi, giờ bay được rồi. Nên mình sẽ tiếp tục bay để đi khám phá ha. Đây là hội quán gì đây? Trong lúc mình đang luyện cấp cho mấy Pokemon của mình thì mình gặp một hội quán. Hình như hệ lá thì phải. Đây là những Pokemon hệ lá nè. Ủa không được, cái này mình không coi được. Để mình coi coi tên hội quán này gì ha. Trời ơi, đây là hội quán Wooden Greenhouse. Hội quán nhà kính này nè. Ôi thôi xong rồi. Ôi mình là... Ôi mà hội quán này cấp hai mấy không à. Mình thử sức luôn nha. Chơi luôn. Còn là mấy Pokemon cấp hai mấy không? Mình tự tin nha. Thấy cấp thấp hơn là thấy quá khoái rồi đó. Kiểu mình có ưu thế hơn á. Wow. Tiếp tục, tiếp tục. Lại là Pokemon hệ lá không nè. Ngầu ấy. Được. Ơ, thắng rồi. Đi vô sâu hơn thôi. Cơ hội để mình kiếm một cái nguy hiệu đầu tiên nè. Ui, sao người này nhiều Pokemon thế. Đánh mãi chưa hết này. Cố lên, Venusaur, lượt cuối rồi đó. Mình nghĩ đây là lượt cuối rồi. Trời ơi, chưa hết nữa. Không biết người này có bao nhiêu Pokemon đây. Quýnh mãi không hết à. À rồi rồi rồi, rồi hết rồi nè. Trời ơi, mừng ghê luôn á, cuối cùng cũng hết. Rồi, ở đây vẫn còn người nữa à. Nãy giờ mình đánh ra được một vòng rồi đó, giờ cho mình tới chỗ. À đây, 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 tới rồi, tới rồi. Mình đã có thể bước vô trong rồi. Ủa? Ồ! Đây, 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 đây. Mình bước vô trong thì mình sẽ bắt đầu chiến đấu với... Hình như đây là chủ hội quán hay sao nè, mà không thấy người đó đâu hết á. Mà thôi, chiến trước đi, tính sao. À, trận đấu cuối cùng này mình sẽ cho... Archeop thử đi, nãy giờ Archeop chưa có ra trận á. Trời sao Dynamax nhìn khủng thế. Ok, chơi Dynamax, trời. Kỳ ghê luôn á. Ăn hiếp đúng không? Tính ăn hiếp người ta đúng không? Úi, teo lại. Trời là không có Dynamax nữa nha. Ném đá cho cảnh cáo nè. Nè, vẫn còn à. Ném đá thêm một lần nữa nè. Mình chơi ném đá thôi. Ném đá cái nữa nè. Ui ui, lần này thì chưa biết. Ui, ném đá hộp rồi. Lại nè. À chớp, mình cứ ném đá thôi. Ném đá là thắng, ném đá là thắng á. Tiếp tục. Ui giời ơi. Thắng rồi. Mình được một cái nguy hiệu đầu tiên rồi nè. Wow. Hết quá à. Và thêm một cái đĩa kỹ năng luôn. Giga Drain. Hệ cỏ nha. Wow. Quá đã, quá đã. Vậy là bữa nay chúng ta đã có được một cái huy hiệu đầu tiên. Quá là tuyệt vời luôn á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cưỡi hộp ba và đi ra khỏi cái hội quán này thôi. Đánh nhanh rút gọn rồi chúng ta loot cái Pokéchat nào. Wow. Để coi cái Pokéchat này sẽ cho mình cái gì. Ê, cái mắt kiến gì cơ. Ồ, mình được một cái mắt kiến đen. Cái này thì mình sẽ tăng cái sức mạnh cho Pokemon hệ bóng tối ha. Tiếc là mình gần đây mình đâu có Pokemon. Có Pokemon nào hệ bóng tối không? À, hộp ba. À, không được, hộp ba trang bị cái bình này rồi. Còn em nào nữa ta?
Hiện tại thì chưa nha. Vậy thôi mình cứ tạm thời mình cho em Inteleon của mình trang bị cái mắt kiến đen đó đi. Rồi nào mình có thêm Pokemon thẻ bóng tối thì mình sẽ cho em đeo sau. Ồ, ở đây có thêm hộp ba nữa nè. Farm hộp ba luôn, cày level luôn. Cho katana vô chiến. Chiến đi em. Đấy, katana hơi bị khỏe. Ồ, được nhiều đồ quá nè. Farm hộp ba được cả đống đồ luôn á. Giờ trước mắt thì mình sẽ cho Gabite thường của mình tiến hóa trước á. Dù sao thì Gabite thường mình cũng có trước á. Để coi coi. Ta-da. Em đã trở thành Garchomp rồi. Wow. Được thiệt sự nha. Và Garchomp thì có thể bay á. Đó. Gabite thì không biết bay nhưng mà Garchomp thì biết bay. Ảo thực đây. Rồi Garchomp vô trong đi. Nhường chỗ cho Gabite Shiny nè. Mình cày tiếp em này nữa. Cho em tiến hóa nốt luôn ha. Trận chiến của 2 GB, 1 GB thường với 1 GB shiny. Để coi GB nào sẽ chiến thắng nha. GB thường phải sung đấy. Nhưng mà GB shiny tính nóng võ công cao. Đánh không chịu phát nào nào. Kết thúc trận đấu. Ui, đừng. Trời ơi, quýnh không lại. Cày thế. Cày đi. Ê, Gabite Shiny tiến hóa sẽ trông như thế nào đây? Chắc lại khác màu quá à. Nghi lắm luôn á. Này nè, chuẩn bị nè. Đó. Ối. Thành Garchomp nhưng mà ối sao màu? Ui. Nó lại có sự khác biệt nữa rồi. Này. Đây là Garchomp thường. Ở đây Garchomp Shiny. Cái màu của Shiny thì nhạt hơn á. Ồ. Wow. Trời. Ui ui. Đừng 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 tương tàn nhau. Thôi, hai em này đã đều tiến hóa hết rồi. Nên chắc mình sẽ cho vô nghỉ ngơi một thời gian đi. Giờ thì cưỡi hô ba hay là cưỡi em Archer ta? Cưỡi hô ba quá. Cưỡi hô ba về nhà thôi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tự tay bắt được một em Pokemon Legendary đầu tiên, đó chính là Hoppa. Quá là tuyệt vời. Đồng thời thì khi mở trứng 20 km thì mình còn có được một Pokemon từ thế giới Ultra Beast Katana ha. Và còn rất là nhiều thứ nữa mà mình có được trong ngày hôm nay. Nói chung hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với mình. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày may mắn ngày hôm nay ha. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái sự may mắn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày thu phục Pokemon kế tiếp. Bye bye.